tặng thì thôi, phê cho bác luôn nhé. Mà các bác ạ, các bác nào nhiều tiền hẳn thì không nói, nhưng mà cứ tầm bình dân mà mình muốn nó sang trọng, hợp túi tiền thì bác cứ dùng hàng layout này cho em. Layout này cho em nhé. Đây, khóa này, khóa vàng ươm luôn. Mở luôn cho bác này, hàng layout. Đấy, sổ sách, thẻ, đầy đủ luôn ạ. Con này đính phun đá bác nhé. Con lót này đính phun đá luôn. Phun đá luôn đấy ạ. Bác ạ, đây, em nhấc hẳn cái hộp này ra cho bác nhìn. Nhấc hẳn hộp cho bác nhìn. Đây ạ. Phun đá luôn ạ. Dòng này tặng thì quá ok đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ mức giá 2.999.000. Các bác tặng người yêu, bạn gái hay là mẹ hay là chị hay gì vân vân. Những con này là hợp túi tiền, bình dân và nước nôi thoải mái luôn bác ạ. Nha. Ok luôn đi. Nước nôi thoải mái luôn. Đấy, đặc biệt là dây của này của nó là dây kiểu silicone đấy. Dây silicone này nên là nước rất là ok, chịu nước rất là tốt. Silicone chịu nước thoải mái luôn. Và đây, bác nhìn đây. Em nó. Em nó đính phun đá luôn. Phun đá hết cả đồng hồ luôn, cả vào trong luôn. Những con này là đính phun đá thì giá nó như thế này, con nào mà đính nó đá ít hơn, đá nó đính ít hơn thì nó sẽ rẻ hơn từ vài trăm, vài trăm. Nên là các bác nào cần những con ít đá hơn thì cứ nhắn vào Zalo nhé. Zalo số điện thoại là 0911 kìa, số bên trên của em này. Đấy. Số 0911 169 901 đấy. Cứ số Zalo đấy bác nhắn vào, em sẽ gửi cho những con nó ít đá hơn, giá hợp lý hơn hoặc mẫu mã khác. Đấy. Ok chưa? Với mức giá 2.999.000 này thì bác các bác con này lên tay đẹp lắm. Con này nữ mà, con này là size 34 bác ạ. Em có đo size cho bác đây này. Em Tuấn đo size cho bác này. Đây này. Còn nam thì phải đeo tầm khoảng độ 40-38 trở lên, nên size 34 ạ. Đấy là nữ. Đồng hồ nữ. Form này đeo lên thì thôi, chấm hết. Chả biết nói gì hơn cả. Đây, núm này bác, bác nhìn đây. Núm cũng dập logo, nút lót nhé. Hàng này hàng layout bác nhé, layout. Mình tầm tiền bình dân bác cứ chơi những con này cho em. Con này cho em. Họ hoàn thiện độ tỉ mỉ nó cũng 19-10 thôi bác ạ. Nhá, quá đẳng cấp rồi. Ok chưa? Đấy, chơi những con này cho em. Chứ bây giờ đầu tư những con đắt tiền quá chính hãng nó tiền trăm triệu mấy chục triệu làm gì bác. Thoải mái những con này đi bác. Lên tay form nó rất là đẹp luôn, phong cách. Dòng này là phong cách trẻ trung thôi nhá. Bác nào muốn phong cách trẻ trung đeo con này, trẻ trung. Đấy. Nói luôn như vậy cho các bác biết. Và nhắn Zalo cho em theo số điện thoại bên trên kia. Hoặc là đấy, gọi điện hoặc nhắn Zalo cho nó dễ chụp lại mẫu được cho em. Còn không thì không muốn mẫu này thì cứ hỏi mẫu khác thì nhắn em báo mẫu khác cho. Mức giá em báo rồi 2.999.000 này. Đấy là mức giá em báo bởi vì hàng layout như này bác nhìn này. Layout nó đẹp lắm. Nó đẹp như này mua để biếu tặng nó rất là, nó có hộp nó mới sang, nó hợp lý. Bác ạ, hộp nó sang hợp lý. Tặng con cái hay là gì hay chị hay vợ hay người yêu hay bạn gái nó ok. Thẻ đây, thách đây. Đấy. Ok chưa? Như thế này nó cũng cảm thấy nó sang trọng. Nhìn nó không bị kịch cỡm ạ. Chứ bây giờ mua hàng bãi cũng có thôi, nhưng hàng bãi về các bác phải lau dọn chùi, lau dọn xong nhiều lúc có những bác gái bác nữ không hiểu ấy. Hàng bãi để bảo thế nào, còn con này về cứ thế mà dùng thôi, quá chất lượng rồi. Hẹn các bác clip sau nhé.